Cá bóng muối là 450 ngàn. Nó phải mắc ở ngoài chợ, nhưng mà ngoài chợ là chỉ cá qua đá, nhưng mà ở đây là phải cá tươi sống. Rồi. Không có gì. Anh biết. Ở đây là người dân bán, không có cái giá nó không có. Cái này là bao nhiêu ký vậy chị bạn? Bỏ sợi dây ra đi chứ sợi dây đâu ăn được. Tại vì em mua nó có dây sẵn ở chỗ rồi. Cái con cá kia là cái gì? Con đó, cá thần lòi đó anh. Cá thần lòi đó nhiêu, làm gì ăn ngon chị? Cá thần lòi đó mình chiên với ớt thì định nước. Cái này 1.5 triệu hả chị? Dạ, có 1 triệu rưỡi thì khoảng mấy con? 1 triệu rưỡi chắc khoảng 4, 5 con quá. 5 con chị sao ăn trời? 5 con, 6 con, 7 con thì có số 7-8 con đó nè. Mà 7-8 con này nó không ngon. Sò huyết thì bao nhiêu ký? Sò huyết 250. Cái kèo, cái đó là cá thòi lòi. Bây giờ cá thòi lòi em nói cho anh ăn cá thòi lòi lớn đi. Bao nhiêu ký? Cá thòi lòi lớn nó là nó cỡ 6 con một ký, mà mình chiên với ớt lên là nó 250 ngàn hay có 6 nó nhớ rồi. Em mới cho coi luôn cá chưa chết. Rồi này để đi rồi em mặc ốc cộng đồng lại. Dạ. Chứ không phải là con cá chết mà em mặc em chiên đâu. Con này con lươn Việt Nam mà ốc lươn biển hay lươn lươn đồng? Đến đến nói con lươn đồng hay là con lươn biển? Tôm tích cả. Em biết chữa thầy luôn nè. Vậy bạn ăn gì chọn? Cá thòi lòi chiên muối ớt cũng ngon nè. Cái tôm tích đó con. Sủi ốc len sầu sớt với quần chói sầu dừa. Ốc len xịn, ốc len rửa dày đàng hoàng. Ốc len trong đường nước mới là ốc len rửa dày. Ốc len thiên nhiên đó chứ không phải là đồ gỗ. Ốc len Việt Nam các bạn. Có con nào nè, cua nè. Cua bảo đảm không? Cua là không ngon. Con cá thòi lòi nè, cá thòi lòi phải là cá chết nha, cá sống mặn hớp nè. Nó đâu có thở đâu mà chị nói không chết. Là con cá là mua lại con cá lớn nè, cá sống luôn mặn, bữa nào cũng phải mặn mấy kg. Cá thòi lòi gì đó hả? Ướp sẵn gì đó. Ướp vậy đó nè, mình chiên nè. Cái con gì hết tâm tích. Tâm tích nè, một triệu rưỡi. Mẹ cái gì nè? Con tâm tích này nè, cái con này là nó thành này luôn rồi nè. Ừ. Nè con này là gạch cứng luôn đó. Đó. Gạch cứng ngắt luôn đó chứ không có nói còn bở đó. Cua thịt thì 400. Cua gạch là 600. Gạch mà gạch cứng luôn không? Gạch cứng là 600. Cua cái là nước. Người ta úp sẵn hết kìa. Úp sẵn bự hơn nữa. Mà ta làm cho còn sống chứ mới là 250. Anh rửa bao chế biến luôn. Nè. Đó, ốc len nhiêu ký vậy? Hả? 250 luôn hả? 250 ký.
Để cho em chặt khoảng nửa ký ốc len đi sầu dừa cho anh. Trời ơi, rồi, 1 ký đi. Kéo con rồi, mày kêu không biết, để anh kêu từ từ, cái ăn kêu nhiều món lắm. Không, ăn nhiều món em. Dạ, rồi giờ tới món gì nữa nào? Giờ căng chịu bớt không? Anh, em bỏ mấy cái chân lại, không lấy mấy cái chân. Em chặt mấy cái chân nữa ha. Thôi lấy con vừa khoảng 5 số con, lấy 1 ký đi ha. Em ơi, cái cua này tháo dây ra đi em ơi, có dây nặng lắm. 400 cua thịt, còn cua gạch 600. Lấy mấy cái cua đi. Con nói là chị lựa con cua gạch đó. Còn con cua này cua khớp ớm à. Cua hết chứ cua gạch tôi đâu có biết con nào nữa. Rồi kêu chị lấy đi. Đây chị cho em lựa cho đi. Rồi lấy cua. Ba con gạch, ba con thịt đi. Vậy lấy ký 600 đi. Ký 600 rồi, lấy ký 600 với ký 400 đi ha. Rồi chị lựa con gạch giùm đi. Vừa. Kêu đi. Ba con cua gạch là 600 ngàn rẻ không? Cái này là cái gì vậy em?
rồi của cuối cùng bản đồ Việt Nam nha. Năm xa là mình có mấy mẫu đất lên nữa nè. Đất này một mẫu là 8 tỷ. Rồi năm nào cũng mọc ra như bản 100 mẫu vậy đó. Cồn đó, này là cái cồn bồi ngoài biển nè. Thank you.